Không, không, không. Mày có hiểu thương trường như là chiến trường? Mày mềm lòng tức là mày tự đào hố cho mày đó. Nhưng mà ba, con đâu có nhận tâm được như vậy. Họ là bạn của con từ tuổi nhỏ, làm sao mà con ép họ được ba? Là nó ép gia đình mình trước. Mày có hiểu không? Mày tự hiểu đi ha. Chứ để tao ra tay ấy thì sống cũng không có đâu. Ba. Không, 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 không. Cô hai, cô sao vậy? Cô lại gặp ác mộng à? Sao mày vào đây? Là cô hai cứ con ở lại mà. Dừng tay lại đây tao bảo nè. Dạ. Từ nay mày đi theo hầu tao, không có cần phải cắt cây trong vườn nữa. Dạ cô hai. Có thể vào đây, nhưng mà phải biết thân biết phận. Chủ là chủ, tớ là tớ. Dạ cô hai, bên công sự bảo là đối thủ của chúng ta thì ra tay. Càng vui chứ sao. Lâu lắm rồi không được đấu. Hy vọng là mấy kẻ đó làm ra trò. Hầu đâu? Bắt nó lại cho tao. Không phải mày bị bế liên quan rồi sao? Tao phải trả thù, tao phải trả thù mày. Đưa nó đi. Mày có sao không? Không sao đâu cô. Ngu dốc,